Alo, mẹ hả? Mẹ, mẹ gửi tiền cho con chưa? Chứ bây giờ ở bên Pháp á, chi phí đắt đỏ quá à mẹ. Du học Pháp của mày là ở đây đó hả? Mẹ, con... Thức dậy! Mẹ cho mày ăn học nên người. Mẹ còn cố gắng cho mày đi du học. Để rồi bây giờ ai dạy mày lừa lọc mẹ như vậy hả con? Mày cư xử với mẹ vậy mà coi được á hả? Nhưng mà cái này là mẹ ép con chứ bộ. Con đã nói với mẹ là con không có muốn đi du học. Con muốn cưới anh Duy. Rồi bộ đàn ông trên đời này chết hết hả? Mày nghĩ sao mày lựa đi lựa lại cái thằng tệ chứ là sao? Nó không có nghề nghiệp ổn định, lêu bêu lông bông nhà cửa nó cũng không bằng mình. Vậy mà nó lọt vô mắt xanh của mày được. Mày bị cái gì vậy? Mẹ, con không có quan tâm mấy điều đó. Tụi con yêu nhau là thật. Mẹ, mẹ tác hợp cho tụi con nha mẹ. Không bao giờ. Tao nói cho mày biết, mày không muốn đi du học được, tao cho mày ở lại đây. Mày muốn lấy chồng, tao sẽ gả chồng cho mày. Nhưng tuyệt đối không bao giờ là cái thằng này. Chồng của mày phải là người tao lựa chọn xứng đáng. Đi. Mẹ, thôi mà mẹ. Mẹ. Bác. Dạ. Bác ơi, con với Nhi thương nhau thật lòng. Bác cho con cơ hội nha bác. Nín. Buông ra. Cậu không có quyền nói chuyện ở đây. Đĩa mà đo đeo chân hạt hả? Không bao giờ tôi gả con gái tôi cho cậu. Đây. Mẹ ơi, bác. Ủa, mẹ với anh hai đang viết thiệp giùm ai hả? Thiệp cưới của con. Con nào? Mày đó. Cưới của con với thằng Khánh nè. Cái gì? Nhưng mà con cưới ai? Trời đất ơi, thì nó đã rõ ràng rồi. Cậu Khánh, hai gia đình á đã bàn bạc xong xuôi hết trơn rồi. Chỉ còn chờ ngày ấn định cụ thể thôi. À mà nè, ngày mai là cậu Khánh sẽ qua đây để chở con đi thử váy cưới đó. Coi chuẩn bị sắp xếp đi. Mẹ. Mẹ có bị điên không? Trời đất ơi, con với ông Khánh này mới gặp nhau có một lần à, mà cưới hỏi gì mẹ? Thì đâu có cần nhiều lần, chỉ cần một lần thôi. Nhưng đã đủ thấy đó là người đàn ông tốt và sẽ xứng đáng dành cho con. Trời ơi, không lẽ con không tin vào mắt nhìn người của mẹ? Nhưng mà đây là đám cưới của con. Từ khi nào mà mẹ tự ý quyết định hết mọi chuyện vậy? Mẹ hỏi ý con chưa? Rồi con có đồng ý hay chưa? Nực cười. Ủa từ bao giờ mà mọi chuyện trong nhà này tôi quyết định tôi phải hỏi ý kiến cô vậy hả cô Nhi? Mà đây còn là một quyết định để chọn ra cho cô người đàn ông tốt. Nhi, không lẽ mẹ hại con? Nhưng mà con không đồng ý, con cũng sẽ không cưới anh ta. Còn nếu như mà mẹ thích quá thì mẹ viết tên mẹ vô đây đi rồi mẹ cưới ảnh luôn đi. Trời ơi, cái con nhỏ này. Mẹ. Mẹ nhắc một lần nữa cho con nhớ. Tất cả mọi chuyện trong cái nhà này, sinh hoạt của hai anh em mày, yêu ai, cưới ai hay muốn làm cái gì đều phải hỏi ý kiến mẹ và được mẹ quyết định cho mới được, biết chưa? Mẹ không có tin vào mắt nhìn người của con nổi Nhi à. Anh hai. Thôi, mẹ nói đúng đó. Mày nghe theo lời của mẹ đi. Nhà người ta cũng là nhà hào môn. Mày qua bên đó mày cưới người ta sung sướng cái thân. Không cưới ai hết á. Cho dù anh em có chết á, em cũng không cưới anh ta luôn. Còn nếu mà mẹ với anh hai có bắt ép em hả, em bỏ khỏi cái nhà này cũng đi luôn. Để tao coi mày đi được tới đâu ha. Bảo, nhốt nó vô phòng. Nhanh. Đi. Anh hai. Anh hai buông em ra coi. Mẹ. Anh hai buông em ra coi. Anh hai. Nghe lời mẹ đi. Tao nói rồi nghe chưa? Tao không bao giờ chấp nhận một cái thằng vô dụng như vậy. Con rể của tao chỉ có thể là cậu Khánh. Mẹ nói thì mày nghe đi. Cưới thằng đó đi. Đừng có làm loạn cái nhà này nữa. Đi. Mẹ. Anh hai. Anh hai, thả em ra con. Tuyệt đỉnh luôn á mẹ. Mẹ xoay một vòng. Chị. Quá xuất sắc luôn á. Ê khoan, cái giao diện này quen nha. Đầm. Rồi khăn quá.
Sao tự nhiên mày bắt tao mặc vậy còn đội cái này nữa? Cái này chẳng khác nào như là cô dâu đám cưới mà. Thì hôm nay nè, mẹ là cô dâu đẹp nhất. Bị khùng hả? Hôm nay ngày cưới của con Nhi, cô dâu phải là nó chứ. Tự nhiên tao cô dâu vậy, cưới gì? Mẹ, chính vì ngày cưới của con Nhi, sẵn á, con gả mẹ cho ông bảy gà hàng xóm của mình luôn. Ôi, hết chuyện chơi hả? Tao với ổng có quan hệ gì đâu mà tự nhiên mày ép gả tao cho ông bảy. Người ta là người tốt, người ta còn thầm thương trộm nhớ mẹ đó. Quý. Mà con đã bàn bạc với người ta hết rồi. Đi mẹ, mẹ đi, chạy. Ôi, tao đi thôi nghe chưa. Hết chuyện giỡn hả Bảo? Mẹ không phải là món đồ để mày muốn đưa cho ai là đưa đâu. Mẹ, con cực khổ lắm á, mới kiếm người tốt cho mẹ. Con chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi à. Nhưng mà con đã quyết rồi. Đi mẹ, mẹ phải cưới ông bảy gà. Ai cho mày cái quyền ép mẹ cưới như vậy hả? Và mày đã hỏi ý kiến của mẹ hay chưa? Và mẹ đã đồng ý hay chưa? Mẹ, vậy mẹ đã bao giờ hỏi ý kiến của tụi con hay chưa? Đúng rồi đó. Chính miệng mẹ nói không ai có quyền gả mẹ hết. Vậy tại sao mẹ đòi gả con Nhi? Mẹ, con cũng là con người, con cũng có tình cảm, cũng có cảm xúc riêng của con, chứ không phải chỉ là một con rối mà mẹ muốn đặt đâu thì đặt. Bây giờ mẹ đã hiểu cảm giác của con chưa? Mẹ, từ nhỏ đến lớn á, cái gì tụi con cũng nghe theo lời của mẹ hết á. Nhưng mà cái chuyện cưới sinh này, mẹ cho tụi con quyết định đi mẹ. Đứng đó làm gì? Đi vô đi. Anh Duy. Hóa ra mấy đứa hùa với nhau. Mày bày đầu ra cái chuyện này. Mày tính gài mẹ đúng không? Thôi mà mẹ, chuyện của tụi nó thì để cho tụi nó quyết định đi. Mẹ không nhớ hả? Hồi đó mẹ cũng ngăn cấm vợ chồng con, thì vợ chồng con vẫn tới được với nhau và sống hạnh phúc tới giờ đó. Cậu Duy, tôi có một câu hỏi này dành cho cậu. Cậu suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết. Cậu có thật lòng thương con gái tôi không? Dạ thưa bác, con biết là con có nhiều khuyết điểm, nhưng mà con thật lòng yêu Nhi. Con mong mà bác tác hợp cho hai đứa con. Tụi con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ đồng ý cho tụi con cưới nhau nha mẹ. Thôi được rồi, chuyện đã tới nước này, mẹ cũng không có bắt ép gì con nữa. Mẹ chỉ nhắc cho con nhớ, đây là lựa chọn của con. Thì sau này sướng hay khổ, tự con phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Sau này mẹ không có còn theo cứu con nữa được đâu. Mẹ, cái gì có nghĩa là mẹ chấp nhận cho tụi con đúng không mẹ? Bây giờ trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi chứ sao. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn bác. Em cảm ơn cái này. Thôi, giờ sẽ đi cưới ông bảy gà cho mẹ nè. Thành đi, giỡn hoài à. Yeah.